Chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc đừng tổ chức từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 31 tháng 5 tại khu phố cổ Hà Nội. Mở đầu cho hoạt động văn hóa nghệ thuật là triển lãm Đào Xá Dư Hồn Thanh Âm Việt giới thiệu một số sản phẩm nhạc cụ truyền thống là nghề đào xá tại đỉnh Kim Ngân, 42 Hàng Bạc. Ngoài ra còn có nhiều hoạt động khác như giới thiệu tranh cổ động trưng bày tư liệu và hiện vật ký ức hai hàng buồm và ký ức sông tô biểu diễn nghệ thuật đương đại và truyền thống tại các điểm di tích giới thiệu tới du khách về nghề đan lát truyền thống vinh ba tỉnh phú yên chuỗi hoạt động được tổ chức nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa làng nghề gắn với phố nghề thúc đẩy phát triển du lịch quảng bá hình ảnh khu phố cổ hà nội nói riêng và thủ đô hà nội nói chung tăng cường hợp tác giao lưu trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Ngày 22 tháng 4 tại thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam, phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức khai mạc những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam, Hội An năm 2022 với nhiều hoạt động văn hóa du lịch đầy màu sắc. Sự kiện những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam Hội An 2022 diễn ra vào ngày 22 và 23 tháng 4 tại vườn tượng An Hội thành phố Hội An với nhiều hoạt động sôi nổi hấp dẫn, tiếp tục dòng chảy của những màu sắc mới lạ độc đáo trong mùa lễ hội năm nay tại Hội An. Nhiều hoạt động diễn ra sôi nổi như biểu diễn Taekwondo và nhảy K-pop không gian ẩm thực với các món ăn đường phố truyền thống Hàn Quốc, trình diễn trang phục hội an sắc màu hội tụ, những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam Hội An 2022 là dịp để giới thiệu văn hóa Hàn Quốc đến với người dân Việt Nam cũng như quảng bá những nét văn hóa đặc trưng của Hội An Quảng Nam Việt Nam ra nước ngoài. Sở du lịch thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức hội nghị kết cầu du lịch nội địa đến Quảng Ninh nhằm thúc đẩy phát triển du lịch của hai địa phương, hỗ trợ các doanh nghiệp làm du lịch phục hồi, phát triển du lịch sau dịch Covid-19. Hội nghị kết cầu du lịch nội địa đến với Quảng Ninh đã thảo luận về liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Quảng Ninh trên các lĩnh vực phát triển sản phẩm du lịch, quảng bá xúc tiến du lịch, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch, qua đó phát huy tiềm năng, lợi thế về giá trị tài nguyên du lịch của Quảng Ninh. Thông qua đó, các doanh nghiệp còn có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, cách làm trong xây dựng sản phẩm du lịch, thu hút đầu tư và các giải pháp thực hiện có hiệu quả chương trình kích cầu du lịch đến với Quảng Ninh năm 2022. Với Vịnh Hạ Long, kỳ quan di sản thiên nhiên thế giới cùng nhiều di tích lịch sử, danh thắng đặc sắc, Quảng Ninh là điểm đến không thể bỏ qua của hầu hết khách hàng thành phố Hồ Chí Minh khi đi du lịch Đông Bắc trong dịp lễ 30 tháng 4-1 tháng 5, góp phần phục hồi phát triển du lịch nội địa mới đây tại hà nội bệnh viện phụ sản hà nội công bố giải chạy gây quỹ vì một niềm tin về hạnh phúc nhằm hỗ trợ cho các cặp vợ chồng mắc bệnh lý di truyền gặp hoàn cảnh khó khăn được cung cấp miễn phí dịch vụ khám chẩn đoán di truyền tiền làm tổ sàng lọc gen bệnh hiếm thụ tinh trong ống nghiệm từ đó có cơ hội sinh ra những em bé khỏe mạnh và lành lặn theo ban tổ chức, giải chạy dành cho tất cả mọi người muốn tham gia, đóng góp cho quỹ vì một niềm tin về hạnh phúc. Giải chạy bộ online được tính điểm trên ứng dụng 84 Race Suchava. Thời gian mở đăng ký từ ngày 15 tháng 4 năm 2022 và giải chạy sẽ diễn ra từ 0 giờ ngày 28 tháng 4 đến 23 giờ 59 phút ngày 19 tháng 5 năm 2022. Với mỗi 1 km hợp lệ của các vận động viên sẽ được quy đổi số tiền tương ứng là 1.000 đồng 1 km để đóng góp vào quỹ từ thiện mục tiêu của chương trình là quyên góp được một tỷ đồng